1,8 tỷ sang tên ngay một lô đất 132m2. Và đây chính là vị trí của lô đất. Lô đất này thì có mặt tiền là 6m nha, cực kỳ là rộng. Chúng ta có một chiếc vỉa hè là 3m, đường ở đây là 16,5m. Và đối diện lô đất này đó chính là một căn shop house trị giá 5,5 tỷ đồng. Và ngay bên ngoài của những căn shop house này đó chính là mặt đường quốc lộ, giao thông vô cùng thuận lợi, liên kết giữa 3 tỉnh thành phố. Và ngay bên tay phải của mình đây đó chính là trung tâm hành chính của huyện. Ở đó thì có công an, tòa án, trung tâm hành chính công, bệnh viện và ngân hàng. Và nằm giữa dự án đó chính là một chiếc hồ điều hòa rộng 1,4 hectare điều hòa không khí cho toàn bộ dự án. Và lô đất này thì chỉ có giá từ 13 triệu đồng một mét vuông thôi. Và chúng ta sẽ sở hữu lên đến 132 mét vuông đất. Toàn bộ đất ở đây thì là đất ODT, đất ở đô thị, bởi vì đây là trung tâm huyện và là trung tâm của thị trấn. Và toàn bộ dự án thì đã được ngân hàng thẩm định và cho vay lên đến 60 và 70% giá trị của bất động sản. Và cách dự án 3 km đó chính là hai khu công nghiệp rộng tổng quy mô là 660 ha đang nằm trong quy hoạch và trong thời gian ngắn sắp tới thôi sẽ triển khai. Và nếu anh chị đang có tầm tài chính là 1,8 tỷ mà muốn sở hữu một bất động sản an toàn về pháp lý, tiềm năng tăng trưởng ổn định và nằm tại trung tâm huyện thì đây chính là mảnh đất dành cho anh chị.